Vào đời Nam Tống, võ lâm Trung Nguyên lừng lẫy oai danh với ngũ đại cao thủ Đông Tà, Tây Độc, Nam Đế, Bắc Cái và Trung Thần Thông. Đỉnh Hoa Sơn đã chứng kiến những trận tranh tài long trời lở đất và những tuyệt kỹ công phu nhất đẳng vô thượng của họ. Chánh tà bất lưỡng lập, lưỡng đạo chẳng dung, thích phiêu diêu tự tại, càng ghét những nghi lễ vũ cựu mà người đời đặt ra. Đông Tà Hoạt Dược Sư, Đàn Chỉ Thần Công, Lạc Anh Thần Chưởng, Kỳ Môn Ngũ Hành, có thể nói là những tuyệt kỹ võ công làm cho Hoàng Lão Tà tung hoành bốn bể vô địch thủ. Nhưng báo vật mà Đông Tà thích nhất lại chính là cô con gái cưng duy nhất, Hoàng Dung. Mạnh như hổ, dũng mãnh như cuồng long, giáng long thập bát chưởng và đả cầu bóng pháp lại là tuyệt kỹ công phu của Bắc Cái Hồng Thất Công. Lão ăn mày ngoài cái tên Hồng Ban Chủ lại có một cái tên rất ngoạn mục, Cửu Chỉ Thần Cái. Vì sao ư? Hư thực cũng vì tật xấu háo ăn mà ra. Hễ cứ ngửi thấy mùi thức ăn ngon thì ngón trỏ của lão cứ giật lia giật lịa, nên trong một lần tức giận lão đã chặt đứt ngón tay ấy. Nhưng tật mang mà tánh cũ vẫn còn. Lần này nếu lão chọc phá người khác thì chẳng có chuyện gì để nói. Đằng này lão lại thèm ẩm thực của đôi nguyên ương Quách Tĩnh và Hoàng Dung. Lão ngoan đồng Châu Bá Thông cứ y như con nít mà đội lốt già nua, rất thích vui chơi đùa giỡn. Thậm chí đến lúc không còn ai để giỡn thì lão lại giỡn với chính mình. Song thủ hổ bát đúng là môn võ công kỳ lạ, tay nọ đứng tay kia, chỉ có lão ngoan đồng mới có thể nghĩ ra được. Quên, và cũng chỉ có lão mới dám đùa cợt ngay cả với ái phi Đại Lý Quốc Thần Toán Tử Anh Cô. Chính lần đùa giỡn này mà đã trở thành mối họa đeo đuổi lão đến suốt đời. Mối tình của họ trẻ mà không trẻ, già không già, xa cũng không xa, mà gần cũng chẳng gần. Từ tóc xanh đến đầu bạc cũng chỉ một câu: đùa mà. Hoàng đế cũng phạm sai lầm chỉ vì nỗi hờn ghen ích kỷ nhỏ nhoi đối với anh cô. Ước nguyện sau cùng của bậc Nam Đế lại là một nhất đăng đại sư với nhất dương chỉ nương thân cửa Phật, cứu giúp người đời, phát dương quang đạo để chuộc lại lỗi lầm của anh. Địa độc ác, Tây độc Âu Dương Phong, với Hà Mô Công có thể nói là vô địch thủ một cõi trời Tây, cộng với việc hắn dùng bày độc xà. Nhưng Tây độc không ngừng bất chấp thủ đoạn để kiếm bằng được Cửu Âm Chân Kinh. Dù sao chăng nữa, Âu Dương Phong cũng đáng đi được gọi là một bậc tôn sư võ học lúc bấy giờ. Thiết trưởng Thủy Thượng Phiêu Cường Thiên Nhận tuy không được liệt vào võ lâm ngũ bá, không phải vì hắn võ công thấp hèn, trái lại công phu của hắn có thể nói là đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Chẳng qua khi ngũ đại cao thủ luận kiếm trên đỉnh Hoa Sơn, Cừu Thiên Nhận không có mặt ở đó. Võ công trấn ban thiết sa, thiết sa chưởng, tánh tình nham hiểm, nương gió nhờ mây, nhưng hắn lại ít xuất hiện trên giang hồ. Sao lại kỳ lạ vậy? Sao lại đóng đinh vào thân cây? Thì ra là người anh song sinh của hắn. Hắn chuyên mang oai danh của người em đi lừa bịp thiên hạ. Cứ mà xem võ công như thế thì... Trần Quyền Phong và Mai Sư Phong vì quá say mê võ công trong Cửu Âm Chân Kinh nên đã đánh cắp của sư phụ mình Ngũ Âm Bạch Cốt Trảo, đã tạo nên oai danh cho Hắc Phong Song Sát từ những sinh mạng của nhiều người dân vô tội. Nhưng lòng trời khó đoán, trong một lần giết người để luyện môn võ công độc hại này, Trần Quyền Phong vô tình bị Quách Tĩnh đâm chết bằng ngọn trủy thủ. Rồi Mai Sư Phong sẽ ra sao khi đôi mắt giờ đây đã mù mờ?
huynh đệ Kim Bằng giữa họ Quách và họ Dương cứ ngỡ mối giao hảo ấy mãi mãi kết chặt cho đến tận đời sau. Nhưng chuyện đời có ai ngờ, hậu nhân nhà họ Dương, Dương Khang, lại rất doi về dạy mã tổ, không nghĩ đến đạo lý làm con, nhận giặc làm cha, ham bả vinh hoa, ngay cả tên gọi cũng đổi là Hoàng Nhan Khang theo tên tộc Kim Quốc. Không những thế, ngay cả gió công mà Mai Sư Phong truyền cho, hắn cũng chưa đủ hài lòng, mà mục đích là bá chủ Trung Nguyên, độc tôn thiên hạ. Trái lại Quách Tĩnh, tuy rằng lúc nhỏ lưu lạc ở Đại Mạc mênh mông, còn được người Mông Cổ gọi rằng Kim Đao Phò Mã, nhưng tấm lòng trung hậu, yêu nước, thương dân, trọng nghĩa trọng tình, nhìn bề ngoài là một gã lỗ phu ngốc nghếch, nhưng nữ gia cát Khổng Minh Hoàng Dung tinh ranh là thế, mưu mẹo là thế, tại sao lại sánh đôi với gã lỗ phu này? Mà khó khăn xin vượt
qua bao núi sông sẽ không xa. Đời gian khó xin gắng không hề xuôi lòng, mong tìm gặp em kết tình trong duyên. Bước bên anh em không sợ đường xa, chẳng lo ngại gió bão buồn, chỉ mong sao cho đôi mình có mãi sống trọn đời với tình yêu. Giữ thủy chung lỡ chót yêu khi anh gặp em, trọn đời không chia cách, cùng bước mình khắp chốn giang hồ phiêu bồng, xin cùng bên nhau sớ chiều, dù cay đắng dù anh vẫn đã, không hề xuôi lòng. Trọn đời suốt kiếp sống bên nhau với tình yêu. Chót yêu khi anh gặp em, trọn đời không chia cách, cùng bước mình khắp chốn giang hồ phiêu bồng, đường xa xin cùng bên nhau sớ chiều, dù cay đắng dù anh vẫn không hề xuôi lòng. Chẳng bao lời thay, hứa yêu nhau trọn đời suốt kiếp, sống bên nhau với tình yêu. Hứa yêu nhau trọn đời suốt kiếp, sống bên nhau với tình yêu. Người đời truyền rằng, cứ hễ nghe được tiếng chim điêu, ngước mắt lên trời thấy được một cặp điêu là biết Quách Tĩnh và Hoàng Dung xuất hiện.